Cali. Đây có mấy vị khách. Bó ta thì mana. Antonio bán thì hơi chậm đấy. Antonio aquí này. Eli vetira quanto? Esa ne. Tres ne. Entonces se gane. Áng xi măng ở trên mặt sau nha mọi người nha. Hôm nay các bạn đi tạm thời là chát ở đây như thế này thôi. Đấy, tình hình như thế mọi người quan sát thì cái bếp như thế nào? Quỳnh thấy cái bếp như nào? Đủ chưa? Chắc là đủ rồi đấy. Này có thêm 3 khìn nữa rồi. Đây là nhà Maria là có thêm thu nhập tiếp nha mọi người nha. Bây giờ là su hào to rồi, thu nhập liên tục. Ok, xin chào mọi người nha. Quyết Bonito và Quỳnh Châu Phi đây. Xin chào mọi người. Hiện tại Quyết Bonito và Quỳnh Châu Phi đang đợi Antonio nháo vữa. Mọi người đang đợi Antonio nháo vữa xong để chúng ta làm cho bạn ấy cái bếp, làm lại cái bếp của các bạn ấy nha mọi người nha. Thì bây giờ đang chờ Maria xách nước này, Antonio nháo vữa này. Gạch thì các bạn ấy chuyển lên trên rồi. Đây mọi người quan sát Maria đang xách nước ở phía dưới đi lên này. Hôm nay dùng hết nước này. Đấy, nước thì các bạn ấy dùng gọi là dùng nhiều quá không kịp. Thế nên Maria bây giờ đang phải xách nước. Lực sĩ Maria. Ở chỗ này thì Antonio đang tranh thủ lấy một ít đất phía cái chỗ trồng rau này để bạn ấy nhau vữa. Bởi vì là cái đất ở chỗ này nó không có nhiều đá sỏi, với lại là bạn cảm thấy là cái vữa chỗ này nó tốt nếu mà dùng để nhau đi mọi người. Thế cho nên là bỏ một chỗ đám rau này đi, xong là bạn đi nháo ở đây. Gạch chuyển lên ok hết rồi. Và chúng ta sẽ đẩy lui cái tấm tôn này phía lên phía trước một tí và gỡ hai cái cột này ra để chúng ta lấy vị trí để làm bếp. Hôm nay nhân lực của chúng ta là cũng hơi bị giảm. Kuringa thì lúc sáng tưới nước xong thì bị sốt. Ok, xin chào tất cả các bạn, tôi là Antônio do Pichai. Ok, hoje é dia que marcamos para fazer aqui fogão de lenha e estamos aqui, vamos já tirar também essa chapa agora mesmo. Được rồi, thế thì nhổ hết ra. Rồi xong bạn Chi Cù thì còn cũng sốt nữa mọi người. Hôm nay là đội quân là mấy người Quỳnh đi ra cũng rơi vào đầu. Thế là thống nhất là chúng ta sẽ tháo ra nha mọi người nha. Chúng ta sẽ tháo cái tấm tôn này, mái tôn này ra để lấy chỗ để làm, xong sau chúng ta lại dựng lại. Được. Lâu lâu rồi các bạn lại bị ốm, đợt này ốm mấy người một lúc ấy. Lâu lâu rồi. Thỉnh thoảng thì cũng phải được ốm một tí. Đây là hết chỗ mát mẻ để ngồi rồi đấy. Rồi đợi các bạn ấy tháo xong cái này, xếp gọn ghẽ chỗ này xong rồi chúng ta tiến hành để làm bếp mọi người nhé. Maria ngồi võng. Đấy, có cái võng tiện lợi phết nhỉ, võng sướng phết đấy. Ngày xưa chặt cả cây, tỉa cây không chặt cái mấy cái cành này kể ra rất là hợp lý, rất là đẹp, tạo luôn một cái phong cảnh cho ngôi nhà rất là đẹp. Còn cả, thêm cả xích đu ở đây nữa, sau chuyển cái xích đu này lên trên chỗ này, lên cái cành này. Xong là cái cành phía kia chặt đi để quy hoạch trồng cấy, còn cái khu vực này là khu vực trước nhà thì cho cái xích đu vào đúng cái chỗ này luôn, là đẹp, đẹp muốt. Có vẻ năm nay các bạn này cũng sắp được mùa hoa xoài đây mọi người ạ. Hoa xoài ở đây đẹp đó. Ok nha mọi người, các bạn đã dọn xong rồi. Bây giờ là chúng ta tiến hành và vào xếp hình, xếp khuôn vào đây thôi. Để bắt đầu làm thôi. Aquí. Aquí de esa espacio. ¿Cómo es aquí, Antonio? Aquí. Cosa fumo vai ficar fora. ¿Qué cosa es aquí? Ya. Está ali, ali no es más 90. Aquí, até aquí. Ah, sí.
Ya ve. Ya. Oke. Dạ, tạm ổn. Để cho Antonio thử em, sếp làm thử xem. Direi tu. Vamos fazer uma coisa dessa de comida aqui. Tipo bancada. Bancada. Passa aqui. Vamos, vai mais aqui. Pode vir mais aqui. Ok, vai mais. Assim. Aqui também já começa a passar aqui só. Já, vai assim. Fica aqui, cozinha. Aqui, comida meter aqui. E ali. Entendeu, né? Agora adubo. Vem mais aqui. Agora, ali chega, amigo. Você só trouxe aquele. Ah, pode trazer metade. Metade, aquele. Mesmo inteiro, metade trazer. Vamos usar dentro. Grande. Ou pode deixar lá em cima, girar assim. Tá vendo? Já, fazer assim. Hôm nay mình chính thức là phụ hồ mọi người ạ. Này chính thức phụ hồ.
đủ nghề luôn. Nghề gì anh có, kể cả nghề phụ hồ. Phụ hồ này nhưng mà không được không được trả lương. Thiết kế xây dựng xong bắt đầu lại còn phụ hồ nữa. Đủ kiểu. Anh quyết xây cho cẩn thận nha. Cái bếp này chắc chắn là sẽ đẹp hơn cái bếp kia rồi. Vậy thì được, vậy thì tốt, thế thì ổn. Chúng ta sẽ chờ đón xem mà tình hình thế nào. Cái bếp là cái gọi là cái nơi mà sử dụng quá là thường xuyên, quá là nhiều. Là nơi mà tập trung ha, nhiều người vào để nấu nên là nó cũng phải bền một chút, không nó sẽ bị bung ra. Tình hình Quỳnh thấy, Quỳnh ngồi bên trên mà thấy Maria mất tiêu luôn. Hóa ra là xuống dưới này để bán rau. Đây có mấy vị khách. Bota thì mana. Tai para nasida di tambe. Ôi. À, esibo à? Sí, esibo. Sí. Ok, tabo. Đây là mấy vị này là đang compra na Tony Phong nhé. Sí, sí, compra Tony Phong. À, ta bên. Ok, ok, ok. Yes. Sí, doctor. Đây Maria đang cắt rau để mà bán tiếp mọi người ạ. Một ngày cứ có 2-3 người xuống dưới này để mua, để họ đi bán buôn đó. Những cái xà lách to thì Maria đã bán bớt đi rồi. Okay. Ở đây còn một ít thôi. Những cái cây nó còn bé mọi người. Đây là mấy người bạn mua ở bên chỗ anh Phong, các bạn đi qua đây. Cũng có lấy các bạn cũng có lấy một ít rau xà lách nhé mọi người. Còn Maria sẽ chặt luôn một cái bắp cải để mang lên trên này nấu bữa trưa. Đây tổng hợp lại là hôm nay các bạn ấy có món phun và món kalulu, cả món canh rất là ngon nhé mọi người, mùi mùi thơm rất là ngon luôn. Dương tử, cô bé Dương tử à? Đói, ok nha mọi người nha. Bây giờ là chúng ta làm là bắt đầu là được đến cái phần đáy của cái bếp rồi. Hoàn thiện cái phần đáy của bếp. Bây giờ là cũng muộn muộn rồi. Buổi chiều bây giờ đỡ nắng rồi, không biết là hôm nay có xong hay không. Ở chỗ này thì mình làm thêm cái hình chữ L mọi người, để đồ ăn chúng ta sẽ cho vào đây này. Còn than củi các bạn sẽ bắt đầu cho vào đây. Ở đây chúng ta sẽ làm một bếp, hai bếp liền nhau. Còn một cái này thì chúng ta sẽ làm rời và cho cái miệng bếp ở chỗ này để cho củi vào. Cái này thì sử dụng trong những trường hợp gọi là cấp thiết thôi. Ví dụ nhà các bạn đông khách phải nấu cỗ thì sử dụng cái bếp thứ ba. Còn chủ yếu sử dụng hai cái bếp này thôi. Bởi vì là cái này chúng ta xây bằng gạch đất, thế cho nên là nếu như mà cho củi ở đây mà thông ba bếp thì lửa nó sẽ rất khó đến đây và nó không đến nơi được ấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải làm như thế này nha mọi người nhá. Làm thêm một cửa đây và một cửa đây cho hai bếp. Thế thôi. Đây mọi người, đây cái công đoạn này là ở trên này nhá. Trên này là chúng ta gác thanh sắt này. Đấy. Thanh sắt, thanh thép như này nhá, để cho nó vào cho nó đỡ. Đấy. Ok. Ở đây chúng ta cũng sẽ gác này. Ở đây cũng sẽ gác như thế nhá. Cho nó đỡ cái đấy lại. Như này thì thao khỏe. Đấy. Vamos que fazer assim ainda. Para forçar essa ainda. Ok nhé cả nhà. À, tình hình là mới chỉ xây được xong được cái đoạn này thôi. Kiểu gì kiểu vẫn mất hai buổi mọi người ạ. À, chúng ta bắt đầu làm từ buổi chiều mà. Thì ngày mai phải mất một buổi sáng ngày mai nữa. Bây giờ chúng ta mới chỉ được một cái miệng này thôi. Mọi người quan sát đây. Chỉ được một miệng này. Đấy, như thế này là tạm thời ok nha mọi người nhé. Rồi thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xuống làm tiếp. Đây, cái chỗ đưa củi vào chúng ta sẽ cho vào bên này, hông bên này của nhà. Đây, Quỳnh đứng quay ra xa thì mọi người sẽ quan sát rõ hơn là hông củi ở phía bên nào.
Đây, hông cho củi vào phía bên này này. Để Quỳnh đứng về phía này này thì sẽ nhìn thấy dễ hơn là đưa củi vào phía bên này với một miệng đưa củi phía bên kia nữa. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cái phần còn lại nha mọi người nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, Quyết cũng sẽ đi về đây. Bây giờ là Quyết đang khởi động với Antonio để tiếp tục làm bếp rồi mọi người ạ. Đây thì hôm qua chúng ta mới làm chỉ được đến đây thôi. Hôm nay chúng ta tiếp tục để hoàn thành, cố gắng xem hôm nay có hoàn thành hay không. Nhưng mà Antonio thì bây giờ là đang phải đi xuống đi bán rau cải bắp cho khách. Antonio thì sẽ bán rau cải bắp cho khách. Maria thì đang ra ngoài chợ rồi, đang làm dở này. Nhưng mà khách xuống thì Antonio sẽ đi ra xuống bán rau cho khách nha mọi người nhé. Thì Quyết sẽ một mình làm đây, còn Quỳnh với Antonio sẽ đi xuống kia để xem khách mua rau như thế nào nhé. Rồi Antonio với Quỳnh đi thôi. Ok, xin chào mọi người ạ. Tình hình là sáng nay nhà Maria cũng mới bán su hào và có cái lá su hào đấy. Thì Maria đã mang lá su hào ra chợ để bán. Thì cũng không biết là có khách hôm nay đến. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Yeah, tô bem, obrigado. Đây còn có cái đuôi này nữa. À? Đúng rồi. Ờ, đưa Quỳnh. Quỳnh ơi, tia ra mau nhá, đưa ta ra ăn đây nhá. Ta được rồi. Dạ. Mau Quỳnh đang được rồi. Vai, vai, bạn. Tình hình là Quỳnh gọi là đi theo để xem bạn bán thế nào thôi chứ cũng không can thiệp gì cả. Vai vender como? Vai comprar como? Ele vai comprar cada 300. Ele só tá comprando para comer só em casa. Só para comer. Ah. Essa é mais grande por 400, né? Você pode ver. Bem de riso. Vai comprar quanto cabeça? 400 dá bom, já? 400, já? Manu, já? Mais grande, já? É só para consumo, para comer, não é para vender. Já. E geralmente, do consumo, que compram só para consumo, é que compram mais caro. Oh, é assim? Sim, porque o que vai comprar para vender, ele vai comprar uma quantidade grande. Não, e mas... aqueles que começam a vir para consumo, ele começa a disfarçar. E esse aqui também é mais bom do que braçacinha. Preço aqui mais boa, causa ele planta. É mesmo, né, mamã? Tira, então você vai tirar, mano. Tudo já grande, pode ter. Ué, bem riso, comprar na fora tem que 700. Não como. Ou verdade, você pode provar. Papai, tira. Não, aquele não, aquele é muito riso. Vamos só tirar que está riso. E aí? Tá mesmo lá na pracinha. Antônio, bán thì hơi chậm đấy. Antônio ơi, aqui này. Ele vai tirar quanto? Essa, né? Três, né? Então já chega, né? Quanto mil? Então, ela com 10 mil, vamos lhe fazer. Então só leva dois grandes, mais pequeno só. Aqui mamá levar, né? Bem pesado, já? Já, já. Rồi. Thế là các bạn ấy bán vào khoảng 2 cái. Dạ. Não. Mamá vai comprar quanto, mamá? Dois, né? Ou um?
Em ta quay con bà ông nè. Taki này, Antonio này, Esibo này. Esibo à. Mà Antonio này, Esa. Dạ? Esa, dạ? Bên Grandi, dạ? Cái xe được kì? Senora Desmili. Sim. Já? Tá bem. Essa aqui tá bom, mas eu alguém que quer comprar duas senhoras. Sim. Se você perguntar, eu vou lhe trazer. Já, já, tá bem. Antônio, essa é boa, né? Essa é grande. Quer riso, é aquele. Já? Tá bom. Já? É? Bem riso, né? Ui giời ơi, Antonio ơi, Esa. Tá bom, aquela. Sim. Ui giời ơi, rắn như này nữa rồi. Ê, ra mùi tù bò à, dạ. Đi ra, nhá. Tá bom. Mama sô được kinh nhen tù, em ta sô ủng, nhá. Folia. Esse também vende de batata também, comer batata. E folha. Sim, cada mais um pouco grande, vende 200. Tá bom. Tá bom, tá bom. Sabe que é tipo a nossa, não tem diferença. A bola fica tipo repolho. Dá pra ver se dá. É? Comer muito bom, né? Muito. Aí bola lá não se come. Se come tudo. Come tudo. Folha, batata também. Nói chung khách họ vào đây họ mua họ như vậy họ cũng rất là thích đấy. Dạ. Obrigado. Dạ, tá bem. Obrigada, mama. Dạ. Ele tá vi. Không troco. Rồi tạm thời là như thế nha mọi người. Thế là Antonio bán mấy cái bắp cải thì được 1.400 nha mọi người nhá. Eles também só compraram um pouco porque é só para comer em casa, não para vender. Por isso temos esta quantidade aqui de 1.500. Rồi. Ok, tá bem. Vou tá de trabalhar okay. Só nhá. Cái tiền rơi vào túi cứ đều đều vậy ấy. Mới sáng nay các bạn cũng bán được một mớ tiền xong. Maria cũng đang ra mang rau ra ngoài chợ để bán. Khách lẻ cứ đều đều thế đấy. Khách mua 3 tiền. Khách mua 1.400 anh ạ. Cứ thế thôi nhỉ, chăm chỉ. Antonio không biết giá. Antonio không biết giá. Você não sabe preço. A Maria já lhe deu preço. Já deu preço ali? Sim. Nas praçazinhas? É. Ele deu preço quanto? 300. 300? Sim. Quem é que eu bato 4.000? Ah, 400. Quem é 400? É, tá com o que tô. Eu já não falei nada. É, só. Bato được até ver com a Maria, né? Thế cái bên đây Quỳnh bán hàng đấy mọi người ạ. Tôi vì họ mua ít mà họ chọn toàn những cái to thôi. À thế à? Vâng. Mà như Quỳnh đi mua ngoài chợ là giá Quỳnh mua ngoài chợ họ bán lẻ là Quỳnh biết giá mà. Quỳnh hay đi chợ Quỳnh biết mà. Cái bé nhất thì họ cũng bán 500-600 quan. Tudo para ficar só já de uma medida. Espera. Grande não pode. Você é pronto aqui. Sim, grande aqui. Grande aqui. Tình hình là anh Quyết đem hai cái nồi ra ngoài này để ướm thử lên bếp rồi mọi người. Bắt đầu cái bếp này nhìn nó có vẻ đang hình thành rồi. Ở đây thì Antonio cũng phụ với anh Quyết để hoàn thành nốt cái bếp này nhé. Ở bên cạnh này thì các bạn ấy cũng đang san đất và dọn cho nó gọn lại. Về sau mình cũng sẽ phải chát xi măng ở khu vực phía đằng này. Tình hình là hôm nay là ngày thứ 3 hay thứ 4 mà Nelson đi về phố rồi nhưng mà vẫn chưa thấy thông tin gì. Nói chung là vẫn như nó cũng không có gì là ngạc nhiên cả.
chúng ta dễ chấp nhận thôi. Để xem trong khoảng thời gian 1-2 ngày nữa các bạn ấy, có quay trở lại đây không nhé. Có kịp quay trở lại đây không hay là bạn ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thế bây giờ chúng ta sẽ xuống để xem vườn rau của các bạn tưới. Bên dưới này thì có em của Maria, có bạn Jenny với lại một bạn nữ nữa. Bạn ấy sang bên này xong rồi không ai bảo ai, nhưng mà các bạn ấy tự thu xếp để tưới cây. Sunny cũng giúp này. Fazer que é sobre brincar, hã? Não. Tô com essa água. Não tem body. Use a body, já, Sunny. Sunny, múc nước ra đây. Vẫn có thùng mà không hiểu sao mà bạn ấy không ấy. Ra ta, ra ta, Mina. Yeah. Ở khu vực su hào ở phía bên dưới này các bạn ấy trồng sau thì su hào cũng bắt đầu có những cái củ to như này rồi mọi người. Tầm như thế này là một vài buổi nữa là có thể bán được rồi này. Còn những cái củ bé thì nó sẽ như này. Đó, su hào đợt cuối cùng thì các bạn ấy trồng cùng đợt mới lại bên chỗ anh Phong, thì các bạn ấy xin cây giống ở chỗ anh Phong thì bây giờ nó cũng bắt đầu nó đang phát triển rồi. Đây mọi người xem này. Đó, rất là xanh, rất là đẹp. Hầu như là không có cỏ vì là một phần là các bạn ấy tưới chỉ tưới vào gốc cây thôi nên là cỏ nó cũng sẽ không mọc được. Cà chua thì quá là nhiều, đợt tới là lại sắp sửa. Ui, đây mọi người xem này. Lại sắp sửa được thu hoạch cà chua rồi. Đây. Cà chua cây không to đâu mà quả như này này, mọi người nhìn này. Quả to này xong quả bé dần. Đó. Lên hoa, lên phía trên là hoa. Nhìn chung cái công việc của các bạn ấy, Quỳnh thấy là các bạn ấy sắp xếp công việc bắt đầu là theo khuôn khổ hơn. Nhìn chung là Quỳnh thấy công việc của các bạn ấy làm khá là đều đặn đấy. Muy tu cansado. Yeah. Tao como, folia como. Folia gostoso. Mas mais gostoso é a batata. Então tá bom, rega muito para sair batata, já? Khu vực này là khu vực các bạn ấy trồng cà chua cherry đấy mọi người ạ. Ủa, vẫn chưa có quả nào chín nhỉ? Quỳnh muốn có quả chín để Quỳnh ăn thử á. Rất là sai quả nhá. Đây là sai từ gốc luôn này, quả từ gốc lên luôn. Đây quả này ương rồi, quả này ương. Trời ơi, có một quả bị rụng. Dụng nhưng mà cũng vẫn còn xanh quá trời. Bên này thì có quả ương rồi nhưng mà chưa có chín. Quỳnh sẽ để cho nó chín cây nha. À, cũng sắp có quả chín rồi. Đây, quả này chắc vài buổi nữa là sẽ ăn được. Đây, quả phía trong này nhìn rất là căng á. Mọi người xem là hành tây bắt đầu có củ rồi đây mọi người ơi. Đó, hành tây bắt đầu có củ rồi. Ok nha mọi người, Quỳnh thấy các bạn ấy trồng hành tây cũng rất là ổn đấy.
có vẻ nó sẽ hứa hẹn một đợt là hành tinh rất là năng suất cho các bạn đây này. Đó, cây phát triển đều, hai luống. Người xem này, cà rốt gieo đợt sau củ cũng bắt đầu to rồi đây nhá. Wow, củ này to. Wow. Ai. Cũng rất là ok nha. Đây nhá cả nhà, hiện tại là chúng ta mới chỉ làm được có đến tầm đây thôi. Thế nhưng mà Quyết bận, bây giờ Quyết sẽ đi về trước đây. Quyết đi về trước. Antonio sẽ hoàn thành nốt cái chỗ này, xong bắt đầu cái chỗ ông có anh Antonio sẽ xây lên nha mọi người nha. Bạn sẽ xây ra phía sau này. Mình hướng dẫn cho bạn rồi để bạn sẽ làm tiếp tục. Cái chỗ này chúng ta đợi khô chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện, bởi vì là đất nó hơi bị ướt, hơi bị nhão, nên là sẽ làm hơi bị mất thời gian. Bây giờ Quyết sẽ đi về, tí nữa quay lại để chúng ta tiếp tục xem Antonio hoàn thành chỗ này xong mình sẽ làm tiếp chỗ này nhé. Ok nhá. Ok nhá cả nhà, thế là bây giờ là cái bếp của chúng ta bây giờ là coi như hoàn thành này. Cái chỗ xi măng này bây giờ là cho các bạn đi đang chát luôn, bởi vì nó sáng các bạn đi lỡ là các bạn đi trộn xi măng rồi mọi người, các bạn lỡ trộn xi trước rồi. Các bạn định chát nhà nên mình bảo chưa xong chưa thể chát nhà được nên lỡ trộn rồi, để cho các bạn chát luôn vào cái bên hông bếp này. Mọi người quan sát được cái bếp này, ông khói Antonio đang tiếp tục hoàn thành nhá. Ở trên này là cái chỗ mà bệ để đồ ăn này. Đấy, tất cả chỗ này là bệ để đồ ăn. Nấu xong cho đồ ăn sang bên này, bát đĩa các thứ ở đây. Rồi, ở đây là ba cái miệng bếp. 1 2 3 thì ba cỡ khác nhau. 1 2 3 nhá. Ở bên này thì mình có làm một cái cửa nấu bếp phụ ở đây mọi người nhá. Bếp phụ ở đây bởi vì là chỗ này chỗ đứng chính cho nên là nếu như mà nấu chỗ này thường xuyên sẽ nóng. Ở bên này là cửa bếp chính đây. Bếp chính ở bên này. Thì các bạn sẽ cho củi ở cửa bếp chính ở bên này. Đi vào đây, hai cái nồi to ở cái vị trí này. Ông khói Antonio sẽ xây cao lên tầm này, ông khói sẽ lên tầm này nha mọi người nhá. Thì bạn sẽ xây ở bên trong láng có khả năng là sẽ cho nhỏ dần lên. Lúc nãy mình nhìn ở phía thấp này có vẻ rất là đẹp nhưng bây giờ trên cao không nhìn rõ không. Cái đấy không nhìn rõ được. Ngày mai để nó khô rồi cho thêm nước ở đây láng láng để cho nó dính chặt cái đất ở bên trên này với cái gạch. Thế xong rồi chúng ta sẽ láng xi măng ở trên mặt sau nha mọi người nhá. Hôm nay các bạn đi tạm thời là chát ở đây như thế này thôi. Đấy, tình hình như thế mọi người quan sát thấy cái bếp như thế nào? Quỳnh thấy cái bếp như thế nào? Em thấy cũng ổn đấy. Ổn đấy hả? Vâng. Còn thiếu một chi tiết nữa là ở cái chỗ này là chúng ta sẽ cho thêm một hàng gạch như mọi người nhé, để cho nó cao lên. Các bạn sẽ đứng nấu cao lên một chút và một hàng gạch để nối với cái vị trí ở trên này này, bởi vì ở phía trên này này nó đổ từ trên kia xuống thì vị trí này sẽ rất là thấp. Nên nước mưa thì nó cũng sẽ tràn vào đây này. Cho nên chúng ta tiện đây chúng ta sẽ nối thêm một hàng gạch ở chỗ này luôn, là vị trí nó bếp là coi như là phù hợp đẹp đẽ luôn ở cái chỗ này luôn mọi người ạ. Quỳnh cũng muốn là nó xong nhanh, xong khô nhanh để có chỗ để nấu. Nếu có làm món gì thì khai trương. Đấy, quan sát như này là khá là đẹp rồi. Xong cái chỗ này là chát bên dưới, đáng nghĩa là phải chát từ trên trướng cơ, nhưng mà ở trên nó chưa khô ấy. Nên là mà xi thì các bạn ấy đã trộn rồi thì cho chát ở dưới trước rồi trên sau. Thế Quỳnh đi một vòng để mọi người nhìn được từ cả cái phía góc phía bên này, nhìn cho nó cụ thể hơn á. Nói chung là anh Quyết hỏi có ổn không, anh Quyết làm mất mấy ngày chỉ cho mình bảo không ổn. Ổn là chắc đi. Không ổn. Không ổn cũng phải ổn nhé. Không, nhưng mà thật sự là Quỳnh thấy là cũng rất là yên tâm. Tại vì là như lần đầu thì mình, anh Quyết làm xong một cái bếp cũ ấy thì nấu cũng rất là nhanh. Xong rồi thoáng mát, dễ chịu. Nói chung là nên là đến cái bếp này thì là ổn, mình cũng tự tin thôi. Ổn hơn đúng không? Ổn hơn, cái này thì cảm giác nó thiết kế cũng hoàn chỉnh hơn. Đây đây, Quỳnh đưa đây quay ống khói cho mà xem. Đây quay ống khói cho mọi người xem nha. Đây đây. Rồi, mình sẽ quay ống khói cho mọi người xem. Đây mọi người quan sát đây. Cái này ông khói Noel ông già chui vào được ấy. ông già Noel đi vào được ấy. Đấy, cho cao lên tầm này nữa là đẹp. Tá bông. Dentro sin tá bonito. Cái hoành tráng luôn đấy. Cười nắn nót, nắn nót đấy. Các thợ chính, thợ phụ nắn nót. Ok nha mọi người, làm xong bếp rồi. Bây giờ là chúng ta lại tiếp tục mua su hào của nhà Maria để chuyển cho khách mọi người ạ. Ôi giời ơi. Quỳnh đang thấy Maria đang buồn ngủ, sáng dậy sớm đi thu hoạch. Mình phải cho tí doping nhé, trợ lực. Rồi, chúng ta sẽ đi chọn su hào nhá.
Para tirar quanto? Por quase 10, né? 10. Đây. Đây này Maria, mình nhìn ở đây có 10 củ à? 10 củ à. Rồi, su hào thu hoạch liên tục mọi người. Mọi người thấy là củ nó cũng nhỡ nhỡ thôi. Lấy luôn mà... cả lá đi. Công folia tam beng nhé. Lấy luôn cả lá đi, 10 củ cả lá đi. Củ nhỡ nhỡ thôi, tại vì mà sáng nay các bạn mới thu hoạch một đợt xong. Mình cũng cố gắng... có khách là mình sẽ bán thôi mọi người ạ. Đẩy nhanh cho các bạn ý. Đẩy nhanh. Để vì là số lượng cũng nhiều mà mình cần bán đi để khỏi không biết là khi mà bán không kịp là nó sẽ bị già, nó phí đi. Ăn non một tí khách người ta cũng sẽ thích đấy. Lần này mua, lần sau người ta còn mua thêm nữa, mua những cái khác nữa. Ui. Bỏ mấy cái lá già này tít là được rồi. Đủ chưa? Chắc là đủ rồi đấy. Này có thêm 3 khìn nữa rồi. Đây là nhà Maria là có thêm thu nhập tiếp nha mọi người nha. Bây giờ là su hào to rồi, thu nhập liên tục. Rồi, để cả lá vậy cho nó đẹp. Ở gần mà. Khách này là khách gần, chứ không phải là khách xa. Cho nên là chúng ta không cần phải giảm trọng lượng đi mọi người. Để cả cây cho nó đẹp. Ở Việt Nam là lấy cái dây xong cuộn cuộn vào đấy, bó mấy cái lá bên trên thế mà là... không cần đâu em, mình cũng để mình buộc luôn em ạ, khỏi phải cái luôn. Túi. Vâng. Buộc luôn vào với nhau khỏi túi, túm lại với nhau xong là buộc lại. Đây. Đây là chuối đây này. Cho em xin cái lá chuối nhà quá điều kiện. Từ chuối quá là nhiều. Đấy, buộc lại với nhau vậy. Mình cũng rộng lắm ạ. Không cần. Đây mấy củ nào, đôi 4, 6, 8, 10, 11 à? 11 củ. 11 củ, tính 10 củ thôi. 3.000. Tính công vận chuyển. Nào, xe gà chứ. Rồi, Quỳnh bó gọn gọn như vậy thôi mọi người, xong rồi. Trả tiền. Lấy 2 củ đi, đa đâu, ra đôi. Đôi chứ. Maria bảo là bác sĩ Quỳnh có mang về không? Lấy luôn 2 củ. Sợ gì không lấy. Rồi. Ăn thử, ăn hôm trước Quỳnh ăn, bạn cũng cho gửi về. Ăn mấy củ ngọt mọi người ạ, ngọt ngon. Bây giờ lại ăn tiếp. Này ăn ngại tiếp. Sang vườn chỗ Tony Phong nhỏ lắm mọi người. Bên Tony Phong cũng có tương đối củ to to như thế này rồi. Nhưng mà đang ngại sang nhỏ. 3.500 cho nó đấy, đấy là 3.500 à? Thế là tính 3.500 à? 3.500 rồi 10 củ 3.500 cho phấn khởi. Ok. Aquí ya dinero 3.000 y 500 ya. Está bom, obrigado, doctor. Ya, está bem. Muito dinheiro. Doctor, pode meter lá na conta. Lại meter nữa à? Tá bom. Rồi, tá bom. Amanhã acorda muito cedo ya. Passa aqui muito cedo ya. Tá bom. Ya, amanhã vai cliente vai vir. Tem uma coisa, vou mandar mensagem. Tá, tá bom. Ok, được rồi. Tình hình là thế nha mọi người nha, video này sẽ kết thúc rồi, bye bye cả nhà. Ok, tạm biệt. Ok, tạm biệt mọi người. Các bạn đi về thôi. Đói. Tô pho mì ấy. Yeah. Azu da kare ga.